Bà xã nói sao anh ngu dữ vậy? Anh làm sai một lần rồi, tốn hết 10.000 đồng rồi anh chưa học. Em chưa có thấy ông chồng nào mà ngu dữ vậy, làm gì mà hai lần. Tôi tên là Thomas Chính Đàm, đây là đang ở nông trại ở Calexico, là thành phố miền Nam của Cali. Thì công việc mình đang làm là mình đang tới đây để quan sát mía, để coi nó có bị sâu hay không. Với những người Việt tại California, ông Chín Đàm, chủ doanh nghiệp kinh doanh hột vịt lộn Long An, không còn là cái tên xa lạ. Bắt tay xây dựng đế chế hột gà và hột vịt lộn từ năm 1995, cơ sở của ông Chín chủ yếu cung cấp hột gà để sản xuất vaccine cho quân đội Hoa Kỳ. Và song song đó cũng cung cấp ra thị trường tiêu dùng hàng trăm ngàn trứng vịt mỗi tháng, phục vụ nhu cầu ẩm thực của người dân tại Mỹ. Và giờ đây, ông Chín muốn được mọi người nhớ tới với một cái tên mới, Chín Mía. Thì là người ta cứ tưởng mình trồng mía để làm nước mía. Nhưng trồng ra đó là cái gì mà về đồ ăn á, thì cái tiền lời rất là ít. Làm cái này là để lấy phấn mía chứ không phải là để cho người ta xay nước mía. Cái phấn mía để mình dùng nó giảm cân. Thì cái đó là statin á. Thì cái đó là người ta trả mình rất nhiều tiền. Còn lúc mà rác mình xài về, tức là đồ rác có nghĩa là mình lấy đồ dư không xài á, thì mình mang về mình xay ra nước mía. Đại khái một món, mình biến chế được nhiều thứ. Chín bắt đầu mía là 2006. Bà xã của Chín là dược sĩ. Thì là cái tuổi mà nó làm thuốc, nó làm sao mà kiếm được cái nguồn phấn mía ở bên Mỹ. Hồi xưa thì tụi nó mua ở bên Mexico, Cuba, những cái đó nó mua rẻ hơn. Sau những lần thử nhập mía từ các tiểu bang lân cận về California thất bại, mất hàng chục ngàn đô, mà theo lời vợ ông là tiền ngủ, ông Chín cuối cùng cũng đi đến một quy định táo bạo. Đó chính là trồng mía ngay tại California. Bằng cách này, ông Chín có thể vượt qua những tiêu chuẩn ngặt nghèo của ngành nông nghiệp tiểu bang. Từ cái bài học 20 ngàn đó là mình nói tôi sẽ tạo ra một thị trường mới. Mình dân liều mà, mình qua đây đâu có đồng nào đâu. Đâu có chết chóc ai, cái gì mình cứ thử thôi, đâu có sao. Trải qua là 5 lần thất bại. Từ cái lúc mà mình kiếm sai giống, kiếm sai đất, cho tới tận khi tìm đến mảnh đất nằm sát biên giới Mỹ-Mexico này, những cánh đồng mía thẳng tắp, xanh rì mới bắt đầu mang lại thành quả. Hồi xưa đó là mình trồng xong rồi mình mới đi kiếm người bán, mà bây giờ đó người ta phải đưa tiền trước xong mình mới trồng. Từ đế chế hột vịt lộn cho tới những cánh đồng mía ngút ngàn, bí quyết thành công của ông Thomas Chín Đàm gói gọn trong bài học giản dị từ người mẹ. Thì lúc mà trước khi ra buôn á thì hỏi mẹ có dạy con được cái chiêu gì không? Thì mẹ nói dễ lắm Chín ơi. Thì bà nói khi nào mày biến rác thành tiền á thì lúc đó mày mới buôn. Tại vì những cái đó không ai cạnh tranh với mày nổi hết á. Biến rác thành tiền, kiếm lợi nhuận tối đa từ những thứ tưởng như bỏ đi. Thành công của ông Chín còn đến từ sự tự do và cởi mở của xứ sở cờ hoa. Làm ăn ở Mỹ nó dễ là mình được cái quyền tự do. Mình làm cái gì mà hợp pháp là nó cho làm thôi. Xong rồi cái thứ hai á, mình làm xong mình đóng thuế, cái phần còn lại là phần của mình. Nó không có đi cướp. Và hàng nào dám nói dám làm, nó chỉ hơn nhau cái đó thôi.